Phải không em, không lung linh nắng trên con đường. Dòng người lướt qua, riêng anh ngẩn ngơ miên man. Và em hỡi có biết, tim anh vẫn vương bóng hình đợi mong. Nhưng anh nín lặng, không dám chạy đến bên em. Vì ngại em hững hờ, hay vì sợ làm em xôn xao. Ngày không em, quán vắng không vang tiếng đàn. Ngày không em, sắc thắm hoa phai nhạt màu nhớ em. Em nơi chốn nào, anh mênh mang nỗi nhớ khôn nguôi. Lòng anh khát khao, sẽ chia buồn vui cùng em. Mà không có điểm, học lại môn này nữa thì ngu hết cả người. Uầy, vai lúa. Mày nói tao mới nhớ, tao còn cả tỷ môn chưa được trả nợ từ kỳ trước. Kiểu này là bị giữ ở trường làm sinh viên ưu tú rồi. Chúng mày ngồi đấy mà kêu ca thì được tích sự gì? Minh, nộp tiểu luận đi đấy nhá. Ừ, chờ tôi một tí. Ê, cu, còn file không? Cho mượn USB cái. Yên tâm, đảm bảo sẽ biên tập đàng hoàng. Thầy không nhận ra đâu mà lo. Tiểu luận này tôi viết bằng tay. Thì có vấn đề gì đâu. Cứ cho mượn, ra thuê đánh máy tí là xong. Thông cảm đi, thầy nhìn cách tìm tài liệu là biết ngay sao chép của nhau rồi. Tôi không liều được. Em đã bảo với anh rồi, thằng này nổi tiếng keyboard kẹt xỉn từ bé. Mỡ đấy mà mượn được của nó. Thằng này tinh vi bỏ bố cũng được. Hôm nào
Phải cho nó mấy quả Phật tù vào mặt may ra nó mới tỉnh ra được. Đúng. Chứ có loại một sách tưởng thế mà hay à? Mà cái loại này phải vào viện bảo tàng lâu rồi. Để rồi xem có làm được trò trống gì không. Ê Minh, Minh. Ê. Ra. Nhanh lên. À em bảo này, hôm nay ý, em lên phòng giáo viên thấy mấy bà trên đấy buôn với nhau rằng là chuẩn bị có em nào bảo lưu chuyển xuống lớp mình hôm nay đấy. Ừ. Mày có hóng thêm được gì nữa không? Hóng vớ hóng vẩn, lớp thì đã toan ô mai xấu cuối lọ rồi, bây giờ lại thêm một quả nữa, chán lắm. Còn lâu ấy, quả này hơi bị được đấy. Nghe nói ngày xưa mấy ông lớp trên phải xếp hàng dài theo mà còn chưa sơ múi được cái gì kia kìa. Hình như nhà có việc gì nên phải bảo lưu. Học hành hơi bị tanh tưởi đấy ông anh ạ. À. Mấy thằng đấy toàn thuộc dạng vơ vẩn lèng tèng mới thế. Phải tay tao quá. Không đổ không lấy tiền luôn. Anh chào chị. Chị có phải Hạ My ở khóa trên xuống không ạ? À? Hôm qua anh nghe thấy mấy chị trên văn phòng bảo thế. À ừ, tớ là My. Nhưng ấy không phải gọi tớ là chị đâu. Tớ ngày xưa đi học sớm nên mới học khóa trên thôi. Mà ấy là lớp trưởng đúng không? Ừ đúng rồi, để tớ giới thiệu ấy với cả lớp nhá. Cả lớp chú ý này. Đây là bạn My, bảo lưu từ khóa trên xuống. Bắt đầu từ hôm nay bạn My sẽ học cùng lớp chúng ta đấy. Cả lớp vỗ tay nào. Hai bạn ngồi chỗ tớ nhá. Mấy bà dính vào cho bạn ngồi nhanh lên. Thôi, không cần đâu, còn nhiều chỗ lắm mà. Thế bạn xem thích ngồi chỗ nào thì tùy nhá. Thôi, để tớ lên kia ngồi cũng được. Chỗ này có ai ngồi chưa bạn? Rồi, quên, chưa. Nghĩa là tôi có thể ngồi ở đây được chứ hả? Được. Ờ thì phải ngồi dịch vào cho người ta ngồi với chứ. Ờ như thế à? Được thế nào? Chẳng có vẹo gì cả. Chả có vẹo gì. Này, bạn đã đọc chuyện Con cáo và trùng nho của La Fontaine chưa? Mời các em ngồi. Này. Hả? Nàng kia, đi khác trời. Giật hết cả mình. Này, quả này có khi tao to rồi mẹ. Thằng cha này rắn lắm. Không biết tao xin được bài muộn có được không nhở? Ngu. Xin bằng niềm tin à? Mày chưa nghe biệt danh sát thủ diệt sinh viên phòng. Học giỏi nhất nhì lớp, chăm ngoan mà còn dụng như sung. Huống chi là cái ngữ mày với cái hội mình. Nghỉ học thì nhiều còn nộp bài muộn. Mà là cũng được của nó ấy. Hả? Gì hả anh? Hả? À, chẳng có chuyện gì. Tự nhiên tao nghĩ đến con bé My Meo gì mới chuyển vào ấy. Trông thì chả có vẹo gì mà lại được phết ấy. Đúng rồi. Em nhớ rồi. Có phải cái lúc mà anh đá đều nó lại quay ngoắt sang kia nhìn thằng Minh. Xong rồi hai đứa nói với nhau cái chuyện gì mà con cáo với cả quả nho, em nghe không ra. Lúc ấy đang định quay sang bên anh thì thầy vào. Cái thằng ngu. Chuyện con cáo và chủ nho mà không biết. Không. Ý của nó là mình thấy nó ngon nhưng mình không ăn được nên mình cá chê, hiểu chưa? À, em hiểu rồi. Có phải là cái chuyện hồi cấp 1 đúng không anh? Anh nói em mới nhớ. Con cáo nhìn cái chủ nho ở trên cao không bơi tới được, liền chê là nho xanh, đúng anh? Nhìn mặt mũi này mà không ngu lắm nhỉ? Ôi, anh nói nào. Ngày xưa em đi thi văn cấp 1 ở trường ấy. Có cái là dòng đời xô đẩy
nên bây giờ mới phải như này thôi. Ôi, tao nhọc lòng với cái loại xô đẩy nhà mày quá bốc phét, nó vừa vừa thôi. Thi văn cấp trường mà cũng tinh vi, cứ làm mình to lắm ấy. Bố mày thích thế đấy làm sao? Chả làm còn sao. Còn hơn cái loại mày chả được thi gì nhá. Ôi, tao lại cần thi quá cơ, thi xong như mày. Sao? Thì lại mình đi. Này, tự nhiên tao lại thèm uống nước nho quá. Mua ở đâu bây giờ nhỉ? Anh nói thế nào? Nho xanh uống vừa chua vừa chát. Uống làm gì cho nó mệt. Thật này ngu thế, nho như thế này mày phải bảo là nhỉ? Nước hoa quả tổng hợp có cả nho đây. Bạn uống thử xem có nhạt không nhá. Chắc cũng chỉ còn thừa tí cạn thôi. Nhưng thôi, dùng tạm đi. Đã mang tiếng làm cáo thì cũng chỉ xứng đáng thế thôi. Ai ui. Em tưởng em là ai thế? Anh sẽ cho em thấy cáo chén nho như thế nào. Anh Tâm lý con người là phản ánh chủ quan của thế giới khách quan. Nó có cơ sở tự nhiên là hoạt động thần kinh và hoạt động của nội tiết. Nó được nảy sinh bằng những hoạt động sống của từng người và gắn bó với các quan hệ của xã hội, với lịch sử phát triển của xã hội đó. Xét về mặt hiện tượng thì tâm lý hiểu theo nghĩa rộng là tất cả những quá trình và những sản phẩm của hoạt động phản ánh hiện thực khách quan vào trong não. Đó là những quá trình cảm giác, tri giác, tư duy, tưởng tượng, chú ý, ghi nhớ, nhớ lại, xúc cảm và hành động. Đó là những sản phẩm như hình ảnh, biểu tượng, khái niệm, lựa chọn, tình cảm, ý chí, xu hướng, năng lực. Mình làm gì bạn? Mà bạn cứ ngại mình như ngại ngáo ụp thế hả? Xét về mặt bản chất. Mình ngại lúc nào? Chỉ thấy cái bút này con gái quá rồi. Anh quay lại được chưa? Mình mà cầm viết, sợ chúng nó cười cho mất. Thế sao có lấy làm gì? Như là chức năng của não nói riêng. Có hơn không? Chê méo mó thì thôi, trả đây, cô cho mượn nữa. Thần kinh nói chung. Không phải chê méo mó, mà là nói chung cái bút này là của con gái mà. Khổ quá, bút. Em kia, trật tự. Dạ, thưa cô, em đang ghi bài thì bút của em hết mực nên em phải mượn bút của bạn để ghi. Tôi nói mấy em ở cuối lớp kia, tôi có nói em đâu. Mày đi xe của anh nhá. Anh đi ra đây có tí việc. Cho anh đi chờ tao ở bên đằng kia nhá. Này anh đi đâu ấy? Đi đánh quả lẻ à? Cứ đi đi, tí tao kể cho. Nhớ nhá. Không phải chê méo mó mà là nói chung cái bút này là của con gái mà. Của em 125.000.
Sao giờ này mà bạn vẫn chưa về à? Mình vào nhà người quen trong ngõ có tí việc. Xe bạn bị làm sao à? Bạn biết đi xe máy chứ hả? Biết, nhưng xe mà... Xe của mình bị xịt lốp, mà tìm mãi không thấy chỗ bơm. Mình lại phải đi công việc bây giờ. Hay là bạn cho mình mượn xe của bạn, mai mình trả nhá. Mà xe ấy bạn chỉ cần tìm chỗ bơm, rồi đi về nhà giúp mình, đi mà. Nhưng mà... Đi! À, mà có cái túi ni lông treo ở đấy là giáo trình và bút của bạn đấy. Cứ cầm về đi. Anh ơi, trâu chậm uống nước đục rồi. Mày để anh. Mà mình gặp nhá. Có cần xe ôm miễn phí không bạn ơi? Hay là cho thuê xe miễn phí cũng được. Đi đâu thì đi, làm gì thì làm, bao lâu tùy thích. Quả này sướng phết anh ạ. Không phải dễ nhằn đâu. Mày ngậm cái mồm vào đi. Tiếc là anh chưa thích thôi. Anh mà đã ra tay á, một em này chứ 10 em như thế cũng cho thành sinh tố hết. Đúng. Đúng là cái loại anh hùng cóc kẻ là cứu mỹ nhân. Tưởng mình oai lắm, chưa gì đã thân nhau thế. Minh, xe đâu ra này? Của bạn mới vào lớp mình. Mà sao hôm nay mày đi đâu mà không đến lớp thế? Có bà cô mới ở quê lên đi khám dạ dày. Sáng tao phải đưa đi. Biết về muộn cho tao nghỉ luôn. Mà lớp mình có người mới vào à? Gái trai đấy? Gái? Why? Mới ở khóa trên chuyển xuống. Nhưng bằng tuổi bọn mình. Bằng tuổi bọn mình à? Xinh không? Thế sao lại đưa xe cho mày? Kinh quá nhờ. Mới buổi đầu mà đã tốc độ quá đấy. Tao chả hiểu gì cả luôn. Tự nhiên xông vào lớp cái, đến đúng bàn tao ngồi cạnh. Khổ thân thằng bé bị khóc cả buổi. Mà bình thường tao đã chả bao giờ chơi với con gái cả. Nhưng em này lại còn hồn nhiên như cô tiên đấy chứ. Làm tao cả giờ học cứ ngồi đực ra. Lại còn bị cả lớp cười cho một trận. Nhục ơi là nhục. Túm lại là như thế nào? Trình bày nhiều. Thế xe mày đâu? Bị cướp trên giàn mướp chứ sao nữa. Trắng trợn luôn. Ai cướp? Cái xe nát bét của mày thì ai cướp? Thế mới lạ chứ. Tự nhiên đổi xe máy lấy xe đạp. Đúng là nhất quả đất rồi còn gì. Hình như em này cũng hơi man mát mày ạ. Sời, chả biết ai man mát. Tự nhiên lôi cổ tao đến vay tiền để sửa xe cho một em từ trên trời rơi xuống. Nhất mày. Thì cũng phải ga lăng tí chứ. Em đang trên đường về thì bị xì lốp mà lại gặp tao, nên mượn xe tao đi trước. Tao đem đến đây định bơm lốp thôi. Thì hội thợ bảo là đã mấy thế kỷ rồi, chưa thay dầu, chà mỡ, bảo dưỡng gì cả nên làm luôn. Nói chung con gái chắc chẳng để ý mấy khoản này. Uầy, à kinh đây. Chàng chịu bỏ ra cả tuần lương để sửa xe cho nàng. Chẳng lẽ tình yêu sét đánh đã trúng đầu thằng bạn tôi rồi à? Thôi mày cho tao vay đi, cuối tháng tao trả. Vừa rồi Hùng Hổ bảo thợ sửa mà quên mất mình đang túng quẫn. Lúc nãy tao cũng đến nhà ông chú họ xá lắc xa lờ để vay ít tiền mà ông đi vắng mất. Chán như con rán. Đây, tiền đây. Cuối tháng tao tính lãi cho mày chết luôn. Thôi, tao té đây. Tí nữa phải đưa bà cô đi có việc. Tối nhớ đi làm đấy. Nhớ bị trừ lương không có tiền trả tao đâu. Rồi, yên tâm. Đi làm rồi đấy hả cháu? Gớm, mua xe mới bao giờ thế mà chả thấy khao gì cô cả. Cô đến từ bao giờ đấy à? Cô chờ cháu lâu lắm rồi đấy. Này, thế bao giờ định trả nốt tiền nhà cho cô tháng trước với tháng trước nữa đây? Xe đẹp như thế này cơ mà không trả nốt cho cô đi, cứ để cô đi lại vất vả thế. Đấy là xe của bạn cháu thôi. Cháu làm gì có tiền mà mua xe. Cháu thề với cô là cháu đang hết sức kẹt tiền ạ. Cô thông cảm cho cháu với.
Cháu hứa là sẽ vay mượn để trả cô sớm nhất có thể ạ. Cô với cháu như thế là thông cảm hết nước hết cái, không còn gì nữa rồi. Thấy cháu ngoan ngoãn hiền lành, với cả ngày trước ấy, bố mẹ cháu lên đây có nhời với cô, thì cô mới để cho khất mấy tháng như thế chứ. Phải đứa khác cô đuổi cổ từ lâu rồi. Cô đang rất cần tiền, nếu cháu thấy không đủ điều kiện để thuê thì muốn vay mượn ở đâu thanh toán hết cho cô, rồi tìm chỗ khác mà chuyển đi. Chứ cứ để thế này thì cô cháu mình mất hết cả tình cảm. Cháu biết là làm khó cho cô. Thôi không phải nói nhiều nữa. Cô biết cháu gặp khó khăn, nhưng mà cô cũng gặp rất nhiều khó khăn. Giá cô cho cháu thuê nhà như thế là quá hữu nghị rồi. Nhà bây giờ thì bao nhiêu người muốn thuê, cứ gọi điện ơi ơi, mà hơn hẳn cháu mấy trăm ngàn cơ. Ấy vậy mà cô cứ phải từ chối. Này, mà cô nói thật cho biết nhá, cô nể cháu với bố mẹ cháu lắm rồi đấy. Mà muốn tính thế nào thì tính, chậm nhất 5 ngày nữa cháu phải trả cho cô 2 tháng trước và ít nhất nửa tháng này nữa. Nếu không thì cháu phải chuyển đi ngay để cô cho người khác thuê. Sau đấy rồi tính chuyện tiền nong tiếp. Vâng, cô để cháu cố gắng. Mấy ngày nữa xoay được tiền cháu sẽ sang tận nhà để gửi cô ạ. Thôi, cô mong là cháu đừng có lỡ hẹn thêm một lần nữa, rồi cô cháu mình lại khó ăn khó nói ra. Thôi, cô đi về đây. Hiểu mà mẹ. Vâng, đành thế vậy. Vâng, con chào mẹ. Bà già bảo đợt này đang dồn tiền sửa nhà, cùng lắm là tuần sau gửi lên được 1.500.000. Nước này chỉ còn biết chờ xem có đứa nào chịu ở ghép ứng tiền trước 2 tháng không thôi. Tao nghĩ là cũng hơi khó đấy. Này, nhà cậu ở khu nào? Thanh Xuân. Ok, không xa lắm. Tôi đồng ý 700.000 một tháng, nhưng chỉ đặt cọc trước 2 tháng thôi. Cái gì? Bạn về ở chung với cả nó? Có vấn đề gì à? Tôi đâu có thấy trong thông báo ghi đòi hỏi tiêu chuẩn của người ở ghép đâu. Có điều tôi có nuôi cá vàng, không biết nó có được coi là thú cưng không? Không, quan trọng nhất không phải chó là được. Ok, thế thì chốt luôn nhá. Đây là tiền đặt cọc, cậu về là hợp đồng đi, tối nay tôi sẽ chuyển đến. À, cậu ghi cả địa chỉ vào đây cho tôi nữa. Ok, hẹn gặp vào tối nay nhé. À, quên, cảm ơn về vụ sửa xe em trước. Thế nhá, bye bye. Này, phòng nào đấy em ơi? Phòng 203, tầng 2 anh ạ. Các anh chuyển nhẹ tay cho em. À, cẩn thận không vỡ các anh nhá. À. Hay quá, đến kịp. Cậu định đi đâu à? Tôi đi làm. Cậu chuyển đến luôn thật à? Tôi có bảo tôi chuyển giả bao giờ đâu. Cậu làm hợp đồng chưa? Với cả đưa tôi chìa khóa luôn. Tôi không nghĩ cậu chuyển đến nhanh như thế. Đang định tối nay đi làm về sẽ làm, rồi sáng mai đưa cho cậu. Thôi được rồi, cậu cứ đi làm đi. Tối về tôi sẽ nói chuyện với cậu sau. Thế cậu có cần tôi giúp không? Thôi, cậu cứ đi làm đi. Cũng không đến nỗi quá nhiều đồ. Từng này người là đủ rồi. Với lại cậu mà nghỉ làm, tôi không có tiền trả lương cho cậu đâu.
ăn tối rồi hả? Chưa. Tôi nấu mì luôn bây giờ. Thế thì cậu nấu luôn đi, ăn nhanh còn đi ngủ, mai còn dậy sớm đi học. Để tôi làm hợp đồng luôn bây giờ nhá. Tôi làm rồi, lát cậu ký là xong. À, lúc nãy tôi tắm chắc vẫn còn nước nóng đấy. Lát cậu tắm luôn nhá. Gần hết giấy vệ sinh với kem đánh răng rồi. Lát tôi đi mua, rồi tối về chia đôi tiền xong nhá. Ê, em My đến ở nhà ông thật à? Thì... Ông là hơi bị kinh đấy. Trông tầm ngầm thế này mà đấm chết voi. Thôi rồi, bây giờ chỗ anh em với nhau, tôi đi thẳng vào vấn đề luôn. Ông thích bao nhiêu tôi chiều hết. Tối nay tôi sẽ đến ở cùng cả em My. Thì ông cầm cọc tiền, thích đi đâu thì đi, làm gì thì làm, tùy thích. Nếu cần ý, thuê hẳn cho ông cái chung cư cao cấp để ở. Được chưa? Hình như là ông nhầm rồi. Tôi có nói là có nhu cầu chuyển nhà lúc nào đâu. À không, tôi biết. Thế mới bảo chỗ anh em với nhau. Suy cho cùng thì ông cũng suốt ngày cắm mặt vào học hành với cả làm thêm. Ở cùng người đẹp làm gì cho phí ra. Trong khi phương án này của tôi, đôi bên cùng có lợi. Ông có tiền, có chỗ ở tốt. Tôi lại được về ở cùng người đẹp. Chuẩn luôn chưa? Tôi chả làm anh em với ông bao giờ cả. Với cả... tôi cũng sẽ không chuyển đi đâu, cho dù ông có đổi bất cứ thứ gì, thế nhá. Này, ông tưởng bọn này thích làm anh em với ông lắm chắc. Chẳng qua có tí việc nhờ vả, biết điều thì giúp, sau này nhìn nhau còn dễ sống. Cứ cái kiểu không hợp tác này, hơi bị phiền đấy. Công định làm gì? Uy hiếp tôi chắc? Nếu ông không hợp tác thì cũng đành phải thế thôi vậy. Biết điều thì dọn đồ đi là vừa, tối nay bọn này đến đấy. Chiều nhớ cho bọn tao lấy tiền đấy nhá, tối có việc cần rồi. Tao sẽ gọi lại sau cho mày. Không ổn. Sao thế anh? Hình như ông già tao đang ở nhà, thấy xe trong sân. Úi giời, anh chả bảo ông già anh đi Mỹ nửa tháng mới về cơ mà. Bố ai mà biết được. Chắc có việc đột xuất nên về sớm. Có mấy lần như thế rồi. Thế nào bây giờ hả anh? Hay bọn em về nhá. Chứ gặp ông già anh ghê chết nên được ấy. Về lắm. Thôi chúng mày về đi cho lành. Mà vụ xe cộ thế nào? Phi vụ từ nay vẫn thế chứ anh? Nhỉ. Gay phết đấy. Tao cứ nghĩ ông còn lâu mới về. Hay anh bảo đi tham quan du lịch gì với lớp đi. Khó lắm. Ông lại lần ra hỏi mấy đứa lớp trưởng bí thư thì chết. Sao anh? Cũng không được. Không được. Thế nào bây giờ? Đây rồi. Sao anh? Bây giờ nhá, chúng mày lấy xe anh đi về luôn. Rồi, xong nhà rồi anh. Xong rồi à? Xong rồi. Xong nhà. Chúng mày để anh tính đã. Ôi giời ơi, thế anh thì anh bảo bọn em sớm. Đi về luôn đi rồi nhanh. Thật dễ. Đi về. Trời. Thôi được rồi, các anh cứ chủ động đàm phán những cái điều khoản mà hôm trước Tên yêu cầu thêm vào đi. Tôi sẽ giải quyết nhanh công việc ở bên này, rồi sẽ quay ngay sang bên đó. Thế nhá.
Con chào bố ạ. Bố mới đi công tác về ạ. À? Thế anh đi đâu về đấy? Dạ, con đi học về ạ. À? Đi cày mà không mang trâu nhỉ? Sách vở anh đâu? Sách vở con đâu ấy ạ? À, con để ở trong xe xong rồi bạn con mượn đi mất rồi ạ. Lại mấy cái thằng trong cái hội 3T xúc xích nhố nhăng của anh ở trường chứ gì? Đưa xe chúng nó mang đi cầm đồ đấy. Làm gì có chuyện đấy bố? Bố không tin con gọi chúng nó mang xe đến đây ngay bây giờ. Anh liều liều đấy. Tôi bận bịu thật. Nhưng anh cứ làm trò gì ở ngoài, không qua được mắt tôi đâu. Bố cứ nói thế, còn có dám làm gì liên thuyên đâu. Không tin bố cứ hỏi cô Mão mà xem. Làm gì mà tôi không biết. Bác Mão bao che cho anh bao nhiêu vụ. Đi chơi uống rượu ở bar, rồi đàn lúm suốt đêm không về. Rồi còn chuyện anh nợ bao nhiêu môn học, suýt nữa bị đình chỉ ở trường đấy. Tôi nói lần cuối cùng, anh Liệu mà học hành sinh hoạt cho đàng hoàng tử tế, tôi mà nghe thấy bất cứ một điều gì không hay ho về anh, đừng có trách. Tôi sẽ thiết quân luật như lần trước đấy. Không đùa đâu. Tôi lên gác nghỉ ngơi một lát. Một tiếng nữa mà không thấy tôi dậy, bác gọi tôi nhé. Vâng. Tôi pha xong nước cam rồi đấy ạ. Thế ông có uống để tôi mang lên luôn à? Thôi được rồi, bác cứ để tủ lạnh cho tôi, chiều dậy tôi uống. Vâng. Không biết thế nào mà ông biết hết rồi đấy. Bác chối mãi nhưng mà ông vẫn không tin đâu. Quả này chết chắc rồi. Cô nghĩ cách gì giúp cháu đi. Thì thôi, đợt này ông đang thế, cậu hãy ngoan ngoãn chịu khó ở nhà đi, rồi thì tính tiếp. Nhưng mà tối nay cháu có việc quan trọng phải đi. Không đi không được cơ chứ. Cậu định đi đến bao giờ thì về? Cháu phải đi ít nhất một tuần cơ. Bác nghĩ xem cách gì giúp cháu đi. Bác Mão mang nước cam lên cho tôi nhá. Vâng, tôi mang lên ngay đi ông ạ. Để tôi mang nước cam lên cho ông đã nhá. Xong rồi từ từ hãy tính nhá. Tao đây. Tình hình thế nào rồi hả anh? Tối nay mấy giờ xuất phát đây? Đang ngủ hết cả người đây này. Chả hiểu ông già móc đâu mấy cái vụ mà tao suýt bị đình chỉ học ở trường. Đang dọa thuyết quân luật như lần trước. Ủa, dùng ghế hồi không tiền, không xe, không đi chơi, ở nhà làm khổ sai đấy á. Kinh dị thế. Chứ còn sao nữa. Ông già tao không nói đùa đâu. Sợ tối nay không đi được. Ôi giời ơi, mình đã to mồm hẹn như thế rồi. Bây giờ mà không đến thì nhục lắm. Anh làm thế nào đi chứ? Mày cứ làm như tao không muốn đi ý. Ai chả biết là nhục. Cứ để từ từ, tính đã. Thôi được rồi, anh cứ tính đi. Rồi báo sớm cho bọn em đấy nhá. Hay là bác cứ nghỉ một thời gian, về mà lo cho cháu. Chứ cửa ở đây lo lắng không yên tâm thế này hại sức khỏe lắm. Ây chết, tôi mà về thì càng không yên tâm hơn. Còn cơm nước, nhà cửa cho ông bà nữa chứ. Thôi bác tính thế cũng được. Nhưng bác phải xem xét kỹ. Chứ nhờ thằng Trung thì chưa chắc yên tâm. Thằng này lêu lổng lắm. Chứ biết gì mà lo cho người khác. Ông cứ nói thế chứ cậu Trung cũng chu đáo lắm. Tôi nhờ một việc gì cái là cậu đồng ý giúp tôi ngay. Thôi, tôi phải đi rồi. Bác bảo thằng Trung đi đứng cho cẩn thận nhé. Nếu cần thêm tiền, cứ gọi cho tôi chuyển vào tài khoản cho. Vâng, cảm ơn ông ạ. Cô giúp cháu được rồi đúng không? Chuyến này mà cháu tôi ở quê ốm thật thì chết dở đi. Tôi ra ngoài có chút việc, có thể sẽ về muộn. Cậu ăn tối rồi ngủ trước đi nhé. Cậu để quên chìa khóa à? Này, cậu định làm gì thế hả? Nhà cửa hơi chật chội nhách nhác tí nhỉ? Mà thôi, ở cùng người đẹp em ạ.
Dạ, yêu cầu các ông ra khỏi nhà tôi. Đây không phải là nơi công cộng để các ông muốn làm gì thì làm. Chỗ này là 10 triệu, ông thích thêm thì ok. Chỉ cần ông ngoan ngoãn biến đi khỏi nơi này, thế thôi. Đây là nhà tôi ở. Các ông lấy quyền gì mà đuổi tôi? 10 triệu chứ 100 triệu cũng thế thôi. Kinh chưa? Hôm nay anh Hùng lại giở trò chê tiền cơ đấy. Tao biết thừa, mày cần tìm người ở cùng là vì mày cần tiền. Tự nhiên có một đống tiền rơi vào mặt, lại còn lắm chuyện. Đúng là làm trò. Tôi thiếu tiền đến mấy cũng không cần các ông phải lo. Các ông đừng quấy nhiễu tôi nữa. Tôi gọi công an đấy. À, kinh, công an lại trả to quá. Này, điện thoại này, có cần bấm số luôn không? Có đi không thì bảo. Thằng chó này. Trông người láo. Trông mới chẳng. Thôi ngay, các cậu làm cái trò gì đấy? Sao lại làm cái trò hèn hạ như thế này hả? Hi đừng hiểu lầm. Chuyện đàn ông con trai với nhau mà, không có gì nghiêm trọng đâu. Tôi không phải trẻ con mà các cậu dỗ ngon cái kiểu ấy. Tôi yêu cầu các cậu ra khỏi nhà tôi ngay. Đi. Cút ngay. Tưởng cao giá thế nào? Vừa mới gặp đã về xoắn xuýt ở với bạn trai. Mà yêu ai không yêu lại yêu cái thằng vừa đần vừa đụt. Đúng rồi. Kể ra thì cũng không thông minh lắm các em nhỉ. Đúng. Có sao không? Tôi yêu có người vừa đụt với đần ấy đấy. Còn hơn chán vạn lần cái loại không biết xấu hổ. Chỉ đáng xét xem lê cho cái người vừa đụt với đần ấy thôi. Đi anh. Đi nhanh lên, nhanh lên. Nhớ mua bao cao su về dùng cho nó an toàn, nhớ chưa? Nhớ mua bao cao su nha. Đừng để nó lừa. Dính sida tàn một đời dai đấy em ạ. Yêu tình đấy, chả tốt lành gì đâu. Đừng có tin vào cái mặt giả đai, có phải thân tàn. Ma dại đây. Anh. Về nhà mà bú tí mẹ đi. Đừng có đứng ở đấy mà nói linh tinh nữa. Khu này toàn những người trí thức tử tế, biết phân biệt phải trái. Không phải ai cũng đần độn mê muội dễ bị lừa đâu. Còn đứng đấy nữa à? Hãy thích thêm xô nữa. Nước tinh khiết vừa rồi chưa đủ phê à? Hay là cho thử loại nước khác nữa nhá. Đáng đời. Miệng cậu sao rồi? Có đau lắm không? Tôi không sao cả. Nước muối nhạt đây. Cậu súc miệng đi cho hết máu đọng. Để tôi vào bếp nấu cho cậu bát mì. Có sao không? Tôi yêu có người vừa đụt với đàn ấy đấy. Còn hơn chán vạn lần cái loại không biết xấu hổ. Chỉ đáng xét xếp lê cho cái người vừa đụt với đàn ấy thôi. Này, cậu nghĩ gì mà lâu thế hả? Ăn đi không mì nữa chưa? Ngồi ăn đi, tôi về phòng lấy đồ đi tắm nhá. Cảm ơn cậu. Vì bữa ăn hay là vì tôi đuổi kẻ thù hộ cậu? Ừ thì cả hai. Được rồi, tạm nhận lời cảm ơn đã. Tôi sẽ chờ đợi hành động thiết thực của cậu đấy. Thôi, tôi đi tắm đây. Cậu vào phòng vặn nhà cho tôi với. Khuya lắm rồi. It's how we go.
đang làm gì thế hả? Tôi vặn vu lưng giúp cậu. Này, cậu không phải ngại đâu. Coi như tôi chưa nhìn thấy gì cả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.